Mà nó dễ gì vậy anh? Con gà, con vịt hay con ngỗng? Con gì thì cũng có lông có cánh mà em. Nhiều trường phái mà lo cái gì. Thật lao thiệt. Đẹp quá kìa. Wow. Thôi con mình giỏi quá em ơi. Trong anh có ổn không cô? Có năng khiếu không? Năng khiếu vượt trội phải không cô? Có nhiều bé không phải cứ lao vô là sẽ bộc lộ tài năng liền đâu chị à. Mình phải đào bới từ từ. Chỉ có điều riêng với bé Trâm Anh thì mình phải cần tốn thời gian hơn một tí. Không sao, Trâm Anh của mẹ rồi cũng chị ấy. Giỏi mà. Wow, trời ơi con gà. Con gà này nó đẹp quá luôn á. Nó giống như một nhân vật trong game hoạt hình á, mà ba Lộc chưa có nghĩ ra luôn á. Ba Lộc vừa mới nhìn là mê tích liền luôn. Bây giờ con mang về cất cho heo hồng làm kỷ niệm nha. Con khá vẻ đẹp quá à. Mẹ ác ma, cha thiên sứ, 20 giờ thứ hai và thứ ba hàng tuần trên K+Cine, duy nhất trên K+.